là Đặng Thị Thục. Tôi ở xóm 1 thôn 2, xã Phú Hòa, Bình Thuận, Đức Ninh. Nói chung đã là mẹ con của Tuấn Anh đây là rất khổ. Nói chung là hàng xóm láng giềng, bà con lân cận ai cũng thương xót. Cháu nó lại bị bệnh viêm tủy xương nữa, chập vừa qua mất cả năm rồi. Nói chung bà con hàng xóm nói chung là gom góp tiền để cho cháu người 50, 100. Nói chung học sinh học đồ rồi bà con hàng xóm nói riêng túng mà cho cháu. Hiếu học của Tân Anh phải nói là học rất giỏi. Mà nói chung là các thầy, các cô, các bạn rất mến. Học giỏi lắm. Ai cũng thương xót, ai cũng mến. Đó. Bạn bè nói chung là con hòa hợp mà cháu học rất giỏi. Tân Anh ở nhà dột coi như là vẫn ngồi học bài. Mà năm khi phải lấy khăn lau đi rồi vẫn ngồi học tiếp. Tôi là bác của cháu Tuấn Anh, là anh của nhưng mà mẹ cháu Tuấn Anh, nhưng mà không phải anh em ruột, anh em thúc bá thôi. Tên là Phạm Văn Tuyến. Bởi vì hoàn cảnh của mẹ con cháu là mình cháu này coi như vậy là sinh ra không có bố. Cho trong hoàn cảnh bây giờ là mẹ như vậy, con như vậy thì tôi cũng rất là thương. Thì đến nay thì nói chung là cháu thì đã là học lớp 11 rồi. Thế nhưng mà cái gia cảnh của cháu thì còn rất khó khăn. Thậm chí đến giờ này là nhà cháu là chưa có cái nhà vệ sinh. Vừa rồi vận động hiện nay là đang xây cái nhà vệ sinh cho mẹ con cháu đi. Từ ngày cháu có bệnh năm ngoái đến nay là sức khỏe cháu yếu nhiều. Mà đặc biệt cái bệnh viêm tủy mà tôi đưa đi bệnh viện điều trị như vậy mất gần năm trời. Nhưng mà khi về nhà cháu thấy hoàn cảnh gia đình như vậy là cháu vẫn nén mẹ hoặc là bác như phu hồ hoặc là cắt cỏ hoặc là đi làm cái việc khác. Thì khi đến thì có thực ra là thấy cháu đi làm lại không dám la, bởi vì cháu đi làm kiếm tiền thì thực ra là để có thêm cuộc sống thôi, nhưng thực ra là bản thân là rất xót xa, cảm thấy là không giúp được gì cho cháu mà để cháu còn phải đi làm cái việc thêm như vậy để cái màu cái cuộc sống của mình. Tôi thì rất thương cháu nhưng mà cái hoàn cảnh rất khó khăn, cho nên là cũng chỉ phần nào. Cháu không có bố mọi việc là cháu thiệt thòi rất nhiều, ăn học cũng không được, mẹ cháu bệnh tật không nuôi được cháu, cho nên gia đình nó cũng hết sức là cảm động, khó khăn, tìm mọi cách để giúp cháu, để sau này cháu có một cái cuộc sống để giúp đỡ cháu. Ví dụ là con cái người ta thì đầy đủ của bố mẹ hoặc là mẹ cháu nó không bị bệnh tật thì có nhiều gia đình là mẹ nuôi con được, nhưng đây thì mẹ không có khả năng nuôi con, đi một ngày đi gần về dài thì cuộc sống này rất là khó khăn, thì gia đình cũng rất là biết, nhưng mà cái hoàn cảnh như vậy thì cũng chỉ giúp đỡ cháu được phần nào thôi, còn lại cũng nhờ xã hội, mọi người xung quanh giúp đỡ nữa. Trong cái điều kiện hoàn cảnh của cháu thì thỉnh thoảng đến để thăm mẹ con cháu hoặc là xem tình hình cho ăn học của cháu thế nào, thì thấy mẹ con cháu ăn cơm thì cũng rất là tội nghiệp. Cơm thì coi như vậy nó cũng chỉ là rau, đôi khi thì cũng có con cá nhưng nó là cá nhỏ hay hoặc là trứng trước thôi, còn thực ra thịt cá nhiều cũng có. Cũng có người ta mang gà đến tận nhà, người ta không người nhà người ta treo vào cửa. Đấy, thì biết là hoàn cảnh cháu như vậy là cũng có những cái việc là người ta giúp đỡ như vậy. Nói tới em Nguyễn Tuấn Anh thì hầu như ai cũng biết cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của em. Mẹ em bị bệnh, không có sức lao động, trong khi bản thân em thì lại bị viêm tủy. Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng mà em rất nỗ lực. Trong suốt 10 năm liền em đều là học sinh khá giỏi của trường. Tôi hy vọng là em Tuấn Anh có thể có đủ bản lĩnh, có đủ nghị lực để có thể vượt qua, vẫn chiến thắng được bản thân mình, vẫn luôn giữ được cái ngọn lửa đam mê, say mê học tập và đạt được những hoài bão mà em mong muốn.